Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Việt Nam của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tiếp vân mến chúc quý vị một mùa phục sinh an lành thánh đức trong tình yêu Đức Kitô. Tin giáo phận Đà Nẵng Thư mục vụ mùa Phục sinh năm 2021 của Đức giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Trong niềm vui mừng Chúa Phục sinh ngày 3 tháng 4 năm 2021, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục Giáo phận Đà Nẵng, đã gửi thư mục vụ mùa Phục sinh đến cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Mừng lễ Chúa Phục sinh năm nay, tôi muốn bày tỏ và chia sẻ với anh chị em trong gia đình giáo phận Cảm nhận hân hoan và bình an rất đặc biệt tràn ngập tâm trí tôi trong những ngày thánh đức Tam Nhật vượt qua. Khi chợt nhớ lại những ngày tháng đầy lo âu vì dịch bệnh Covid trong mùa chay thánh và Phục sinh năm ngoái, lời hoan ca Alleluia Chúa đã sống lại, mừng Chúa Kitô khải hoàn cũng là lời tạ ơn trong niềm tin yêu và hy vọng mà toàn thể cộng đoàn giáo phận chúng ta muốn dâng lên Chúa vì những ơn lành Chúa đã tuôn ban, nhất là cho chúng ta được bình an và sốt sáng cử hành mọi lễ nghi tuần thánh và giờ đây vui mừng đón nhận ân phúc của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa bừng sáng với tin mừng phục sinh, mời gọi nhân loại chúng ta luôn gắn bó với Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh và sống lại vinh hiển từ trong cõi chết. Nghĩa là luôn vững tin vào sự thiện hảo của Thiên Chúa Toàn năng và nhân hậu đã chiến thắng ác thần, cứu thoát mỗi Kitô hữu khỏi mê lầm, tối tâm, để tiến bước vào ánh sáng và sự sống vĩnh cửu qua con đường thập giá của đấng cứu thế phục sinh. Thiên Chúa cũng muốn từng con người được Ngài tạo dựng, liên kết những gian khó, khổ đau trong cuộc sống mỗi ngày với chiến thắng vinh phúc của Chúa Kitô, đặc biệt trong hoàn cảnh thiên tai, dịch bệnh. Vẫn còn gây ra nhiều nguy cơ khốn khổ cho đời sống con người. Tin nhận Chúa Giêsu phục sinh cũng là biết sống tình hiệp nhất, yêu thương để cùng nhau làm chứng tá cho đời sống vĩnh cửu và những giá trị nước trời trong chính cuộc sống nhân loại nhiều thử thách gian nan để tiếp tục lưu giữ và kéo dài niềm hạnh phúc mừng Chúa phục sinh trong tâm hồn và cuộc sống tôi muốn đề nghị với anh chị em một vài thực hành cụ thể trong dịp đại lễ ân phúc này thứ nhất chúng ta cần tiếp tục làm tươi mới niềm tin hy vọng và tình yêu bằng những việc lành phúc đức nhất là trong mái ấm gia đình của mỗi người khi biết sống hy sinh hãm mình để thắng vượt những mê lầm mà mỗi người có thể bị lôi kéo trong cuộc đời thứ hai nôi gương lành và chuyên cần cầu khẩn thánh cả chu xe giúp mỗi thành viên trong gia đình công giáo biết sống khiêm nhường tận tụy quan tâm phục vụ và nâng đỡ nhau cùng hướng đến sự hoàn thiện trong nguồn ân thánh phục sinh qua thư mục vụ mùa phục sinh, Đức Cha gửi đến quý cha, quý tu sĩ cùng cộng đoàn dân chúa trong và ngoài giáo phận được sống lành thánh, an vui trong niềm tiếng thác vào Chúa Giêsu phục sinh. Tin giáo xứ Vĩnh Hòa tổng giáo phận Sài Gòn. Thiếu nhi giáo xứ Vĩnh Hòa tổ chức ngày hội chợ ẩm thực mừng Chúa phục sinh. Cùng với giáo hội khắp toàn cầu diễn tả niềm vui mừng Chúa phục sinh, vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2021, tại nhà thờ đá giáo xứ Vĩnh Hòa, các anh chị huynh trưởng giáo lý viên phối hợp với ban trợ tá đã tổ chức hội trợ ẩm thực dành cho các em thiếu nhi trong giáo xứ Vĩnh Hòa. Do khuôn viên của giáo xứ nhỏ hẹp nên các anh chị huynh trưởng giáo lý viên đã phân chia các em ngành Nghĩa và ngành Thiếu ở dưới hội trường tầng hầm. Các em ngành ấu và chiên con thì ở trên sân chư thánh Để được thưởng thức các món ăn do chính tay các em tự làm ra Các anh chị huynh trưởng và ban trợ tá Đã đi đến từng gian hàng Hướng dẫn cho các em cách làm bánh khọt Bánh trôi, bánh bột lọc Và cách cuộn gỏi cuốn sao cho nhanh và đẹp Nhìn tất cả các em hồn nhiên vui tươi Quần áo lấm lem ướt đẫm mồ hôi nhưng nét mặt vẫn cười nói vui vẻ, tạo cho ngày hội chợ tràn ngập tiếng cười. Được biết, để có được ngày vui hôm nay, các anh chị huynh trưởng giáo lý viên và ban trợ tá đã phải vất vả chuẩn bị các món ăn từ rất sớm và tận tình phục vụ các em dưới cái nắng nóng oi bức của tiết trời. Hội chợ ẩm thực của đoàn thiếu nhi thánh thể giáo xứ Vĩnh Hòa đã khép lại vào lúc 10 giờ 30 qua đây, ước mong sao sẽ có nhiều người quan tâm, chung tay góp sức để lo cho các em được vui chơi sau những ngày tháng học giáo lý và thường xuyên tham dự thánh lễ vào mỗi chiều thứ năm và sáng chủ nhật vào lúc 7 giờ. Tin giáo sứ tuyển Hiền Tổng giáo phận Hà Nội. Nghi thức phụng vụ thứ sáu tuần thánh năm 2021. Nghi thức ngày thứ sáu tuần thánh tại giáo xứ Tụy Hiền, Tổng giáo phận Hà Nội, bao gồm việc suy niệm các chặng đàn thánh giá do cha chánh xứ An Tôn Nguyễn Văn Độ chủ sự. Việc đạo đức vẫn làm là giáo dân thay nhau ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu, ngắm dấu đanh và nhất là ngắm nhân sao Đức Chúa Giêsu với những câu hỏi của dân chúng và người đóng vai Chúa Giêsu trả lời thật thấm thía ngắm linh hồn hỏi nhân sao Đức Chúa Giêsu nhân sao Đức Chúa Giêsu chịu thằng Juda bán tao chịu bán cho được chuộc tội mày chặng đàn thánh giá khởi đi từ đồi Chúa chiên lành Đông Mỹ và kết thúc tại hang đá Tụy Hiền bắt đầu suy ngắm từng chặng đàn thánh giá cha chủ sự đã long trọng khai mạc và nêu lên ý nghĩa của việc đi đàn thánh giá năm nay là mặc lấy tâm tình của các em thiếu nhi. Ngài cũng kêu mời tất cả cộng đoàn dân chúa đang hiện diện nơi đây hãy sửa soạn tâm hồn, sốt sắng để cùng dõi bước theo Chúa Giêsu trên hành trình thương khó với các em thiếu nhi. Các em cũng có thánh giá riêng của mình. Giáo dân các họ trong giáo xứ đã thay nhau vác thập giá và đọc lời suy niệm. Tiếp đến là nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. xu theo phụng vụ nghi thức hôm nay gồm có ba phần chính thứ nhất phụng vụ lời chúa thứ hai kính thờ thánh giá thứ ba rước bình thánh chúa cộng đoàn thinh lặng cha chủ tế bước ra phủ phục trước bàn thờ nhớ lại giờ này chúa giêsu đang nằm trên giường cực dữ là cây thánh giá chỉ vì yêu thương chúng ta vì tội lỗi chúng ta mà chúa phải chịu khổ hình chết thảm thương. Mọi người cùng quỳ gối sắp mình thống hối mọi tội lỗi và xin Chúa lấy máu thánh người tẩy xóa tội lỗi chúng ta. Cha An Tôn chia sẻ cùng cộng đoàn. Hôm nay, giáo hội hiền thê yêu dấu ngắm nhìn Chúa Giêsu vị phu quân của mình bị treo trên thập giá, chân tay đánh nhọn đâm thâu, cảnh sườn lưỡi đồng đâm thủng, máu cùng nước chảy ra, làm cho giáo hội nhớ đến ngày mình được sinh ra từ cạnh sườn Chúa, lúc Chúa ngủ trên thánh giá. Bởi theo thánh Ambrosio, khi Adam đang ngủ, Thiên Chúa đã lấy xương sườn của ông để tạo dựng Eva. Giáo hội cũng được sinh ra từ trái tim bị đâm thủng của Chúa Giêsu khi Ngài chết trên thánh giá và giáo hội mời gọi chúng ta tưởng nhớ tình yêu dân trào ấy vì yêu thương mỗi người chúng ta, Đức Giêsu đã bằng lòng chịu chết. Khi chim ngắm cạnh sườn Chúa Giêsu bị lưỡi đồng đâm thấu, chúng ta thấy Thiên Chúa yêu con người đến như thế nào. Xin Chúa cho chúng ta khi nhìn lên thánh giá Chúa, biết khám phá ra rằng Thiên Chúa đã chết chỉ vì yêu. Từ đó, chúng ta biết yêu thương nhau để chứng tỏ rằng ta yêu Chúa, vì đó là cốt lõi của đạo chúng ta. Sau phần phụng vụ lời Chúa là phần kính thờ thánh giá. Kính thờ thánh giá, mọi người được mời gọi đắm ngực ăn năn vì tội lỗi của mình, đồng thời tin tưởng thực sự thập giá là ơn giải thoát cho chúng ta. Hôn kính thánh giá, để ơn cứu độ của Chúa đi vào tâm hồn chúng ta, hầu chúng ta được ơn cứu thoát. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cầu chúc bình an cho toàn thể cộng đoàn sau đó mọi người ra về trong thinh lặng với những tâm tình và lòng xác tính mạnh mẽ qua lời nguyện kết thúc nghi lễ xin chúa giáng phúc dồi dào ban ơn tha thứ phân phát niềm an ủi gia tăng đức tin thánh và củng cố ơn cứu độ muôn đời trên dân chúa là dân đã tôn kính con chúa chịu chết trong niềm hy vọng phục sinh của người một điểm tin giáo hội việt nam của chúng tôi đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin tiếp tục đón xem và ủng hộ kênh truyền thông giáo phận phú cường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại